Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dân Biển. Bây giờ mình đang ở Đài Bắc, bắt đầu từ mua vé để xuống Đài Nam. Lần đầu tiên đi một mình này các bạn ơi. Máy là cùng mua được vé và tìm được chỗ. Còn khoảng 10 phút nữa là tàu đến thôi. Đến giờ kia là khoảng 10 rưỡi. Cuối cùng thì cũng lên được ga tàu rồi các bạn ơi. Bây giờ đói quá. 7 giờ mới xuống giờ kia là khoảng 10 rưỡi. Tạm bạch. Bây giờ là ngày hôm sáu rồi các bạn ơi. Mình có mặt tại cảng cá của Đài Nam. Ở đây toàn là thuyền đi câu. Đa số thuyền đi câu, có đá hết luôn này. Để thuyền đi câu và cá nhỏ. Bên này có những thuyền to hơn chút, đẹp hơn. Thuyền nào cũng có đá cũng đen hết. Thuyền này có cái bè này, trong bè này rất là nhiều cá. Cá nhỏ nhỏ nhỏ. Cá dìa. Wow, bên kia có mấy chiếc thuyền xa bờ nhưng mà không đi qua bên này được. Đây là cảng này các bạn ấy. Ở đây chắc là khu vực của thuyền du lịch, câu cá giải trí. Để mình đi qua bên kia xem, bên kia có thuyền chưa. Bên này một góc khác các bạn, xuống đây mát quá. Đây toàn thuyền nhỏ thôi, không biết là chỗ nào là có thuyền lớn nữa. Đường xá đây rất là khó chạy. Nên mượn được một chiếc xe máy. Bây giờ chạy đường đi nó khó quá. Toàn thuyền luôn. Bên đây có con thuyền lớn này. Đây nó lái xe. Ui, bên này là cảng này các bạn ơi, toàn thuyền, thuyền là giá cao sáu, toàn thuyền. Được gì gặp người Việt Nam đây mà lên xin review quay tàu. Vòng tới đâu kia luôn, rồi về. Đây là cảng bán cá, buổi sáng người ta vào đây bán đây. Giờ trưa rồi, hơn 1 giờ rồi, chẳng có ai cả. Thuyền này thuyền câu du lịch này. Ở đây là một loại tàu, hình như tàu giá cao hay sao các bạn ạ. Rất đẹp. Đấy, thuyền này là thuyền giá cao. Thấy cái nguồn sau sau lưng này. Đấy. Bây giờ đi vòng các bạn, ra ngoài kia, ra ngoài xa kia. Hình như thuyền trước mặt là thuyền có mực, thuyền là dùng tàu bọc bọc xíu các bạn. DK 7789. Bên này là giá cao, thường gọi là giá cọc đôi. Thuyền này chắc là con mực này hoặc là trong đèn siêu to quá. BK 7789. Đi vòng quanh xem. Nắng quá. Đi tầm tiếng nữa về. Ngủ đi hoa cho nó mát. Ra ngoài kia các bạn. Bên này là bến thuyền của những du thuyền cao cấp. Những du thuyền cao cấp hơn là ở bên này. Thuyền này tầm 3-4 sao. Bữa mình đi câu cá ở Trung Quốc cũng gặp mấy thuyền này đấy. Nó chạy sang nó câu cá cám, cá điểm. Có cả vệ tinh ra đá đầy đủ. Bên này là cảng khác, cảng cho du lịch lớn. Bên này là cảng cá. Giờ đi ngược lại để lấy xe máy và chạy tiếp. Chạy xuống đây hơi xa, không biết đường. Đi theo Google Maps nó chỉ đi lung tung à.
Thuyền này có cả vệ tinh cả radar luôn này. Đây mới chính thức của thuyền là giá cao này. Người ta đang làm cao. Vừa trưa nghỉ. Tàu này có chóng băng luôn, ghê vậy. Xe các bạn ơi, tìm chỗ nào đẹp 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 phải quay tiếp. Là gần cảng mát vải đái luôn. Chạy đến đường nóng này, chạy vào đây này, chạy vào đêm mà công trường người ta làm, người ta nạt chạy vào ngoài. Xe để bên kia chuẩn bị bấm Google Maps ra bãi biển tiếp. Hôm qua đi xuống thì khoảng 10 giờ vừa nhắc là không có công an đến kiểm tra. Hai thằng trên ô tô xuống kiểm tra giấy tờ nhưng mà có gì đâu. Mình sâu hồ chiều ra là được. Quả đến không có hồ chiều thì hai anh em rẽn chạy. Nhưng mà đi du lịch trần tư túc cho nên thoải mái. Không sao. Về đến con xe huyền thoại rồi các bạn ơi, chuẩn bị bỏ Google Map để chạy mượn được con xe này. Không cân bằng nha, bên này không cân bằng. Công an hỏi biểu hộ chiếu ra thôi. Đây thuyền lưới này, thuyền lưới có chế hai cái tơi. Quay xả cho các bạn là muốn làm thì làm. Tơi bén thủy lực. Chạy qua bên này rồi các bạn này, đây là những hình như là những con thuyền xa bờ, người ta chưa đi biển á, rất là nhiều thuyền xa bờ và thuyền du lịch. Này con này chắc là câu mực. Bên này là con thuyền du lịch này. Tới một tí nữa là ra gặp những cân thủ câu cá ngoài này. Tí nữa mình sẽ chạy ra nha. Quay đây chút kỷ niệm đó. Đẹp quá các bạn ơi. Nay buổi sáng buổi chiều chắc đông lắm. Từng thời điểm toàn là người câu cá. Ngoài này có một hai ba xe trên này. Ra đây xe rất là xa nha. Trên thành phố thì chạy xe nó hơi ngại một chút, còn xuống đây thì thoải mái. Xe của anh em đi làm. Hôm nay anh em đi làm thì chín giờ về là chạy thẳng. Đủ sáng là chạy thôi. Chán hơi về nhà nằm ngủ. Là nghỉ là bắt đầu đi thả lưới, cầm lưới ra đây thả. Nhưng mà không biết điểm nào. Này mấy người ta câu rồi. Ô, người ta về rồi. Lên đây gió biển rất là chiếu nha. Đẹp quá, vừa đẹp vừa mát. Lấy gió hơi to. Các cân thủ đang câu kìa. Kia là cảng các bạn ạ. Chỗ này chắc khi nào ra thả lưới ở đấy đây. Hai ngày nữa bắt đầu ra thả lưới.
Vào này có radar quay các bạn này. Radar và tiêm kích. Radar này là tàu bè vào là người ta quẹt hết. Ở đây có tao bóng ghe này, bóng ghe đi gần bờ tầm vài trăm cái. Mình lại quay lại khu vực chỗ này, giữ lại một chút kỷ niệm về Việt Nam xem. Đây là tàu để mình chạy tới đâu kia xem. Bên này lại có những cái rập nhỏ 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 như rập của đá. Nhìn con thuyền buồm. Thôi về nhà thôi các bạn, ở đây đi một mình không biết tiếng là cũng không hay, lỡ biên phòng ra hỏi kiểm tra sao mệt, tốt nhất là an toàn rồi chạy về nhà thôi. Cuối cùng là cũng về được các bạn ơi, chạy xuống dưới kia thì gần một tiếng, nhưng mà chạy lên thì biết đường chạy nhanh hơn đó. Chạy lên khoảng 23 phút là lên, giờ gần đến ký túc xá rồi. Cuối cùng cùng về được ký túc xá. Một mình lang thang vẫn ok các bạn ấy. Bên đài này vẫn dễ đi hơn Nhật Bản. Đây là phòng ký túc xá của 6 người. Bây giờ người ta đi làm hết rồi, 9 giờ mới về cơ. Một người một giường. Sinh hoạt ở đây luôn các bạn ạ. Đi làm xa nhà thì có như vậy thôi. Một người một giường một quạt nha. Điều hòa này bật 24/24. Điều hòa này là của công ty nó trả. Quạt này cũng vậy à. Vệ sinh tắm rửa đến ngoài kia. Tủ lạnh. Ai mà mua gì mua, tủ lạnh để nấu ăn. Bây giờ là 7:30 đó các bạn ơi. Anh em mà 9 giờ mới về cơ. Bây giờ xuống đường ngồi chơi cũng hết mạng tốc độ cao thôi. Quá 12 giờ đêm thì mình sẽ nổi mạng tốc độ cao không giới hạn. Ở đây có luật này, cấm tụ tập uống rượu bia trong phòng, uống phải uống ngoài nha. Cấm hút thuốc trong phòng, cấm gây ồn ào trong phòng, ảnh hưởng người khác. Ra vào đóng cửa nhẹ. Đấy. Đây là điều hòa. Điện quạt, quạt này mở 24/24. Bây giờ đi xuống chơi. Bây giờ anh em chưa về đâu các bạn. Còn khoảng 1:30-2 tiếng đấy. Giờ mình đi tìm quán tạp hóa để mua bia về uống. Uống một mình luôn các bạn ấy. Trong khi để chờ. Quán đây chẳng làm gì cả. Uống như là dễ ngủ. Sáng đi ra ngoài kia thì nó hơi nắng. Bây giờ trời nó êm rồi. Mua được 5 lon rồi các bạn ơi. Biết bao nhiêu tiền mà nó 170 mấy. Giờ thì về ngồi được ký túc xá. Không vào kia được, ngồi ngoài là cho nó mát. Trước đấy mình thấy có một cái bạn rám à. Rám, làm thêm một hộp rám nữa là
Y bài luôn. Anh em chưa về cho nên chưa nhậu được. Có anh em nhậu nó vui hơn. Đường ở đây là sạch thật đấy. Quá sạch luôn. Giao thông ở đây vẫn dễ đi. Mình qua đây là ngày thứ thứ 6. Hôm nay ngày thứ 6 rồi. Từ xe máy từ đi, từ biển, từ bắt tàu đi nó cũng dễ các bạn. Mua tàu đi rồi nhưng ok, lần sau qua lại. Xe chạy tốc độ cao không à? Đâu dừng lại đâu. Mua xong các bạn ơi, bắt đầu mua đây uống thôi. Vào kia nhiều người ngại quá. Uống đây cũng được. Đây gọi là nhậu bùi. Ram, bia. Giờ chỉ về thì biết làm sao được. Giờ mà có quán ở đây thì ngon. Tới ngồi một mình chiu vẫn được. Nhưng mà ở đấy có quán các bạn ấy. Đầu kia xe đưa nhân viên đi làm về. Ký túc xá lúc này này. Những cái xe ô tô kia các bạn là xe chở công nhân về đó. Dừng lại bắt đầu công nhân ao xuống. Rất là nhiều. Hai toa nhá. Một toa là bên này là con gái ở, một toa là con trai ở. Chia ra. Còn ba lon các bạn ơi, này chiêu hai lon rồi. Đằng nào chạy hết 5 lon. Bây giờ anh em đi làm đi các bạn ơi. Về là nấu cơm. Cái giải như là người một từ nấu này các bạn. Người này nấu chung, nấu riêng. Ở đây ăn còn đỡ hơn ở bất hợp pháp á, ăn nhanh lắm. Cơm bây giờ là ngày hôm sau nè các bạn. Bây giờ buổi chiều rồi, đi Hạ Long quanh đây xem có gì không. Đấy toàn khu công nghiệp không các bạn ạ. Nếu mà tí nữa mình hỏi anh em mà mai buổi sáng mà đi thả lưới thì mai thứ bảy thì mình ở lại đây. Còn mai anh em đi làm thì 5 giờ mới thả, 5 giờ chiều ra để khoảng 30 phút ra vào 1 tiếng, 6 giờ thả 7 giờ muộn quá. Thì mình sẽ xin phép anh em mình di chuyển, mình qua bên Cao Hùng, đi tàu qua bên đấy rồi bên đấy sẽ xuống cảng, cảng Cao Hùng nhiều thuyền quay nó đẹp hơn. Tuy nhiên ở đây thì vẫn thả lưới nhưng mà mình sẽ qua bên kia chứ ở đây chán lắm. Anh em đi làm rồi mình chẳng biết làm gì cả, có xe máy đó nhưng mà khu này nó không có gì, toàn khu công nghiệp rồi. Toàn nhà cao cửa rộng không à. Đang đi vòng đấy. Toàn là nhà máy không. Ở đây người Indo cực nhiều. Việt Nam và Indo, Thái Lan nữa. Đi vòng này giờ các bạn, giờ mới thấy được một cái hồ đấy. Đứng đây cho nó mát chiêm ngưỡng một chút. Bên này thấy hồ cá là hiếm quá. Ở đây toàn khu công nghiệp á.
cho nên rất là ít thô, nên nhìn thấy trên Google Map cũng rất là ít. Ở đây có cá gì này, tiếp tục di chuyển thôi, đi vòng 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 cho nó vui. Bên này sóng người ta bỏ điện năng lượng mặt trời. Đúng là chỗ này toàn khu công nghiệp các bạn ạ, toàn chỗ để công nhân làm. Cả công nhân anh em Việt Nam đi lao động qua theo công ty làm những công ty trong này, công tin và công trường đủ thể loại. Công tin bất hợp pháp thì mình cũng dành ra một ngày để lên xem anh em làm việc rồi. Các bạn có thể tìm video 6 là nó có tên là theo công trình bóc sắt, bóc sắt. Giờ qua phòng để nhậu các bạn ấy, phòng khác, không phải phòng bên kia, phòng khác. Hẳn là như nhau thôi nhưng là khác phòng, khác số. Đẹp quá, quay lại đoạn này đẹp quá. Thành phố đầu xuống cao hùng các bạn ơi. Đây là cao hùng, có em trai Quảng Trị Quảng Bình và Nghệ An đang đợi gia chủ. Đây rồi anh em gặp nhau rồi các bạn ơi, chuẩn bị lên. Em này Nghệ An này, Nghệ An ở Quảng Trị, mình Quảng Bình. Nay là ngày cuối đi lên công trình với lão bạn xem công trình cầu đường.
đến là công trình rồi, làm công trình đường cổng rộng to. Xe đây là con của lão bạn, con trai lái xe này này. Còn đây là lão bạn xuống một cấp, lão bạn này lái xe khác, xe này. Lão bạn này là chỉ đào 6-7 người Thái Lan nữa. Còn lão bạn này là chỉ đào lão bạn kia nữa. Đây là con trai của ông chủ, lái xe hàng nặng. Chỉ còn lái thôi, nhưng mà xe này lái với cầu. Còn đây là anh Cương, lão bạn Việt Nam, quản lý 6 thằng Thái Lan. Giám đốc. Anh em Thái Lan ở trong này này, làm mỏ, đây gọi là mỏ. Những bê tông các bạn, đổ bê tông. Bên đây sắt này, ui. Công trình này làm nhiều đấy. Thật đó, anh em, trong này là anh em Thái Lan. Mưa rồi, giờ mưa to rồi, mưa to sếp ơi. Mưa to rồi. Đợi trời hết mưa rồi bắt đầu ra làm. Ở đây toàn là người Thái Lan không. Thái Lan qua đây du lịch rồi bắt đầu nhảy ra ngoài. Cũng giống như Việt Nam vậy, đi du lịch xong nhảy ra làm. Thái Lan này. Đây là chỗ tập kết thôi. Bây giờ sẽ lão bạn Việt Nam sẽ chở các người này đi thả để làm. Từng khúc là sẽ thả từng người lại để làm. Làm là có một cái xô nước thiết bị lão bạn đây. Quên gì sao vào khó lấy. Đến điểm để làm rồi, bắt đầu xuống để phân công việc. Đấy, là bàn xuống đấy, anh em người Thái Lan làm ở đây các bạn, làm từng khu vực, có từng bộ phận này. Thêm một xe này này, xuống xe bóc dụng cụ. Đây một đôi, trên kia 2-3 đôi nữa là tổng cộng khoảng 4-5 đôi các bạn ạ. Bây giờ lão bạn chạy lên trên kia rồi, đi xe máy đây. Chạy lên đôi trên này để chỉ đạo công việc. Giờ mở những khuôn này ra này. Cái lý này hay quá. Vằn là nó ra thôi. Đây làm cái này các bạn. Đây là cái khuôn. Bắt đầu lắp vào. Xong bắt đầu xe xi măng mà sẽ đổ. Đổ nó cứng á. Sau một ngày thì nó sẽ cứng. Nó cứng rồi thì bắt đầu sẽ tháo ra. Thảo ra ở đây sống, qua bên này làm, từ dưới kia lên đến này. Lắp khung vào bắt đầu đổ xi măng thôi. Đổ tầm
chưa đến một ngày là nó cứng, khô cứng luôn. Chị Đào đến đây là bạn chỉ ngồi chơi thôi. Mẹ anh em người Thái Lan đây làm, khi nào mà không hiểu cái gì ấy, thì kêu là bạn tới giải thích chị. Mưa rồi các bạn ơi, mưa rồi anh truy vô cabin xe nóc. Anh em vẫn làm. Tháo cái khung này khi nào xong thì chuyển đi chỗ khác. Bây giờ chỉ việc tháo thôi. Cả công nhân bên này là mở hết ốc vịt rồi các bạn. Bây giờ lão bạn sẽ điều khiển máy cầu của con xe này bắt đầu nâng lên. Nó có cái điều khiển lấy tay remote. Cầu lên xe kia, bắt đầu xe kia chạy tới đâu kia luôn. Cầu 3 lần là xong. Làm đầu kia làm tới. Làm tới, tới ngang này là hết. Rồi bây giờ mình ra sân bay để về thôi các bạn ơi. Không ở đây nữa, mình sẽ về làm video cho các bạn xem. Ở đây 11 ngày rồi. Sau này mình sẽ qua tiếp. Hẹn gặp các bạn video về biển nha. Bye bye.